sau bây giờ ta hãy xin đi ăn. Chào tất cả anh em nhá. Anh em đang nghe với combo cực kỳ chất luôn anh em nhá. Combo này rất là chất. Đấy, anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận được cái chất âm. Một cặp 30 rồi, súp 50 anh em nhá. Một dàn máy của nó đây. Cực chất với combo này luôn anh em nhá. Cực chất luôn. Đấy, thì với cái combo này anh em có thể thấy chưa? Đó. Em có thể cho nhỏ hơn nhá. Với combo này thì một cái combo phải nói là cực kỳ là uy lực. Tại sao nói uy lực? Sử dụng một con súp TVK 18 anh em nhá. TVK 18. Con này thì em đã giới thiệu với anh em khá nhiều rồi đúng không ạ? Con này có thể chơi cho ngoài chơi và phòng rất là lớn anh em nhé. Size nó khá là lớn, súp 50 nhưng nó cực kỳ bá đạo anh em nhé. Xuống giải rất sâu anh em nhé. Tại sao đánh mạnh như vậy? Nó xuống giải tận 28Hz anh em nhé. Đấy, TVK 18M. Gỗ của nó cực kỳ là chất luôn. Đó, con này thì bao phê. Cái củ bát của nó như cái củ TVK 218 này anh em nhé. Cực kỳ chất luôn. Giá của nó hiện tại là 8 triệu anh em nhé. 8 triệu. Đấy, thì với con súp này, để đánh được với con súp này thì em không thể chơi được cái loa KT-12, không thể chơi được với loa 4012, không thể chơi được V12, mà phải chơi với TVK 12 anh em nhé. Con này mới đủ trình độ để chơi được anh em nhé, thì mới đủ lực để mà ghép cùng. Anh em có thể thấy không? Đây là TVK 12. Con này thì em đang không đấu, em chỉ đấu với một cặp thôi. Tại sao lại nói như vậy? Vì nó mới đủ chung, mới chép để chơi cùng với con này anh em nhé. Con này nó hợp với một cặp này, hoặc là con này hợp với một cặp 40 TVK 15 anh em nhé. Một cặp đấy, một là chơi con này, hai là chơi con 40 này, thì mới hợp được với con súp này. Còn những cái loa bình thường ấy, anh em chơi quả 40 này thôi nha. Đấy, nói chung là chơi con này thì khá là nhức người luôn anh em nhé. Khá là nhức người luôn. Đấy, thì với cái cặp loa TVK 12 này, nó cũng giá hiện tại của nó đang là 12.500.000 đồng anh em nhé. 12.500.000 đồng. Có số này là 8 triệu. Đấy, đây là riêng phần loa anh em nhé. Đó, còn đây là tiếng rất là sâu luôn anh em nhé, nghe bát sướng. Đấy, anh em đeo tai nghe, tiếng cực kỳ sâu luôn. Tiếng rất là sâu luôn anh em nhé. Đó, và với cái cấu hình này thì em sử dụng một con 8004. Hai kênh này đánh, mỗi kênh đánh một quả 30 anh em nhé. Mỗi kênh đánh một quả 30. Còn hai kênh này chập vào 88 là 16.600. 16W thì vừa đánh
đánh tốt con TVK18 này luôn. Đánh tốt anh em nhá. Một kênh không thể đánh được, nó là 800 thì cũng có thể đánh được, nhưng mà không thể căng được. Nên bắt buộc muốn căng là phải chập hai kênh vào lên 1600W. Thì đánh với con súp này thì mới căng được anh em nhá. Đánh với con súp này thì mới căng được. Đấy. Nhìn nó xương sỏ thế này cơ mà. Nhìn rất đẹp anh em nhá. Đấy, chỉ phải chơi mấy 8004 hai kênh chập vào. Đấy, thì đây là phần power. Sử dụng cục đẩy 804, con này giá 7.8 anh em nhá. Quản lý nguồn P9 không xa lạ với anh em rồi, có automat, có bảo vệ nguồn. Đấy. Vang số đây em sử dụng con D5. D5 này có 4 chế độ anh em nhá. Vợt rất hay. Như anh em nghe đoạn đầu rồi đúng không ạ? Cực kỳ mượt luôn. Nghe phê. Nghe phê thật. Đấy, nghe phê. Khẳng định anh em là rất là phê. Đấy, và một bộ mic cao cấp U898 anh em nhá. Bộ này thì không phải nói rồi, giới thiệu quá nhiều, sóng khỏe. Sóng khỏe anh em nhá. Và quan trọng nữa là nó chuyên nghiệp. Bộ mic là chuyên nghiệp. Bắt mic tốt, tiếng hay, tiếng sạch. Đấy, tí anh em sẽ nghe cái chất âm của nó. Đấy, và bây giờ anh em đeo tai nghe cảm nhận. Em xin báo giá lại nhé. 804 giá là 7.8, P9 giá 1.6, D5 giá 4.1, bảo hành 3 năm và U898 giá 6 triệu. Loa súp TVK18 giá 8 triệu. Còn với cặp loa TVK12 giá 12.500. Anh em đeo tai nghe nhá. Bao phê. Khẳng định với anh em là bao phê. Bộ này tròn 40 triệu anh em nhá. Bộ này tròn 40 triệu nhá. Cực chất luôn đấy anh em nhá. Anh em đeo tai nghe sẽ cảm nhận được chất âm của bộ này. Tròn 40 triệu. Chơi tốt những phòng 50m2 anh em nhá. Đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ.
cuộc đời một người đêm tay vôi chia ly có gì vui. Trời mưa nghe sao muốn con tim xoay vào kỷ niệm ao từng tròn cả một đêm. Sau bình tám chín. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.